Phương Thúy xin chào quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục trên kênh Tin Mới. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung gì đáng chú ý? Mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 22 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, sáng ngày 22 tháng 8, bão Doxury đang mạnh cấp 15, giật cấp 17. Di chuyển về phía bắc đảo Luzon, Philippines và còn tiếp tục mạnh lên trong thời gian tới. Trong 24 giờ tới, bão có khả năng mạnh thêm và tăng cấp. Sáng ngày 23 tháng 8, bão sẽ ở ngay vùng biển gần bờ phía bắc đảo Luzon. Sau khi càn quét qua khu vực này, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc về vùng biển phía Nam Đài Loan. Trong ngày tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Cường độ giảm xuống còn cấp 13, cấp 15, giật cấp 17. Thời điểm này, bão Doxury sẽ hoạt động ngay khu vực sát Biển Đông, do đó hướng di chuyển chỉ cần thay đổi nhẹ sẽ vào Biển Đông. Do ảnh hưởng của cơn bão này, hôm nay vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7. Từ chiều và đêm ngày mai, mạnh cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 13, giật cấp 16, biển động dữ dội. Thưa quý vị, một trận động đất mạnh 4,7 độ Richter đã xảy ra ở phía nam eo biển Hải Nam vào chiều ngày thứ Bảy và người ta có thể cảm nhận được trận động đất ở Triều Sơn, Quảng Đông và những nơi khác. Theo đo đạc chính thức của mạng địa chấn Trung Quốc, vào lúc 13 giờ 04 phút, một trận động đất mạnh 4,7 độ Richter đã xảy ra ở phía nam eo biển Hải Nam, vị trí ở 22,57 độ Vĩ Bắc, 118,47 độ Kinh Đông với độ sâu tiêu cự 10 km. Sau khi vụ việc xảy ra, cư dân mạng ở Triều Sơn và những nơi khác ở Quảng Đông cho biết họ cảm thấy sốc. Trong số đó, một cư dân mạng ở Sán Đầu cho biết anh ta đang nằm trên giường. Khi sự việc xảy ra, những chiếc giường lúc nào cũng rung chuyển, thậm chí có người còn nói rằng cửa sổ đang đổ chuông. Hôm nay, vào khoảng 5 giờ sáng, một trận động đất mạnh 4,5 độ Richter đã xảy ra tại huyện Đông Nguyên, thành phố Hạ Nguyên, tỉnh Quảng Đông. Người dân ở Quảng Châu và Thâm Quyến cho biết họ cảm nhận rõ ràng trận động đất. Đài quan sát Hồng Kông cũng nhận được báo cáo từ hơn 100 công dân cảm thấy rung nhẹ. Bị ảnh hưởng bởi trận động đất, một số chuyến tàu trên đường sắt cao tốc Giang Tây, Thâm Quyến và đường sắt Bắc Kinh, Cửu Long đã bị đình chỉ hoặc trì hoãn. Mạng lưới động đất Trung Quốc chính thức xác định một trận động đất mạnh 4,5 độ Richter xảy ra tại huyện Đông Nguyên, thành phố Hạ Nguyên với tâm chấn tại 3,84 độ Vĩ Bắc, 114,52 độ Kinh Đông vào lúc 5 giờ 15 phút sáng nay với độ sâu tiêu cự 10 km. Tâm chấn ở hồ chứa Tân Phượng Giang thuộc huyện Đông Nguyên, thành phố Hạ Nguyên, cách thị trấn Tây Sương, huyện Đông Nguyên, thành phố Hạ Nguyên 12 km, cách quận Viên Thành, thành phố Hạ Nguyên 21 km, cách trung tâm thành phố Hạ Nguyên 21 km và cách thành phố Quảng Châu 151 km. Trận động đất được cảm nhận mạnh mẽ ở khu vực đô thị Hạ Nguyên và trận động đất ở Châu Thổ Châu Giang là rõ ràng. Không có báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại tài sản đã được ghi nhận tại địa phương. Dù rõ ràng là động đất nhưng nhiều người vẫn còn đang ngủ say vì động đất xảy ra vào sáng sớm. Một số cư dân mạng cho biết họ không cảm thấy gì và ngạc nhiên là họ ngủ rất ngon. Bị ảnh hưởng bởi trận động đất, một số chuyến tàu đi qua đường sắt cao tốc Giang Tây – Thâm Quyến giữa các ga Bắc Hạ Nguyên và Bắc Bột Lạc đã bị đình chỉ và một số chuyến tàu giữa các ga Đà Thành và Huệ Châu trên đường sắt Bắc Kinh – Cửu Long đang chạy ở tốc độ giới hạn. Các chuyến tàu đi qua các đoạn trên sẽ bị chậm ở các mức độ khác nhau. Dương Thành Evening News đưa tin tâm chấn của trận động đất cách đứt gãy Hạ Nguyên Thượng Vũ khoảng 20 km trong vòng 100 km tính từ tâm chấn đã xảy ra 4 trận động đất từ 5 độ Richter trở lên. Trận động đất gần đây nhất có cường độ từ 3 độ trở lên là trận động đất 4,3 độ Richter ở quận Yuancheng, thành phố Hạ Nguyên, Viên Thành vào ngày thứ 6 tuần vừa qua cách tâm chấn 15 km. Cục Địa chấn Quảng Đông tuyên bố rằng dựa trên phân tích toàn diện về các đặc điểm cấu trúc gần tâm chấn, các loại trình tự động đất và dị thường địa vật lý, không có khả năng một trận động đất mạnh 5 độ Richter trở lên sẽ xảy ra ở khu vực động đất ban đầu trong những ngày gần đây. Theo mạng lưới động đất Trung Quốc, vào lúc 20 giờ 57 phút ngày Chủ nhật, một trận động đất mạnh 3,7 độ Richter đã xảy ra tại huyện Đông Nguyên, thành phố Hà Nguyên, tỉnh Quảng Đông, tại tọa độ 23,85 độ Vĩ Bắc, 114,5 độ Kinh Đông, với tiêu cự 9 km. Đài Thiên văn Hồng Kông đã nhận được báo cáo từ hơn 10 công dân cảm thấy chấn động. Vương Lập Vệ, Phó Giám đốc Trạm Địa chấn Quảng Đông cho biết, Quảng Đông hiện đang bước vào thời kỳ hoạt động địa chấn tương đối tích cực. Nhưng từ quan điểm của Quảng Đông và thậm chí cả miền Nam Trung Quốc, hoạt động địa chấn hiện tại nằm trong phạm vi bình thường. Cư dân mạng Quảng Châu và Đông Hoàn cho biết họ cảm nhận rõ ràng chấn động.
Một cư dân mạng Quảng Châu thậm chí còn nói, tôi cảm thấy điều đó ở Quảng Châu, cả căn phòng rung chuyển và sợ chết khiếp. Đài Thiên Văn Hồng Kông đã nhận được báo cáo từ hơn 10 công dân cảm thấy rung động nhẹ, kéo dài trong vài giây. Phân tích sơ bộ cho thấy cường độ địa chấn ở Hồng Kông là 3 độ. Trên thang cường độ địa chấn, Mercalli đã sửa đổi, tức là cảm giác rung trong tòa nhà, tương tự như rung của một chiếc xe tải nhỏ chạy ngang qua. Trước đó, Hạ Nguyên trải qua 2 trận động đất trong một ngày. Thành phố Hạ Nguyên, Quảng Đông, nơi có hồ chứa Tân Phong Giang, là nguồn chính gây ra các trận động đất mà người dân địa phương cảm nhận được. Vào khoảng 5 giờ sáng ngày thứ Ba tuần trước, một trận động đất mạnh 4,5 độ Richter đã xảy ra ở huyện Đông Nguyên, thành phố Hạ Nguyên. Người dân ở Quảng Châu và Thâm Quyến cho biết họ cảm nhận rõ ràng trận động đất. Ngày thứ Ba tuần trước nữa, một trận động đất nữa mạnh 4,3 độ Richter cũng xảy ra tại quận Viên Thành, thành phố Hạ Nguyên. Nam Phương Net đưa tin, Vương Lập Vệ, Phó Giám đốc Trạm Địa chấn Quảng Đông giải thích rằng Hạ Nguyên nằm trên đứt gãy Hạ Nguyên Thượng Vũ, đứt gãy Thạch Giao Tân Cương Bạch Điền và các đới đứt gãy khác, cùng với sự rò rỉ của hồ chứa Tân Phong Giang. Có các điều kiện cấu trúc dễ xảy ra động đất nên tương đối nhiều trận động đất trong khu vực. Vương Lập Vệ chỉ ra rằng kể từ các ghi chép lịch sử đã có 4 trận động đất từ 5 độ Richter trở lên ở khu vực Hạ Nguyên và trận động đất lớn nhất là trận động đất 6,1 độ Richter vào năm 1962. Kể từ năm 1970, nhiều trận động đất nhỏ đã được ghi nhận ở khu vực Hạ Nguyên. Trong đó có tương đối nhiều trận động đất mạnh 3 đến 3,9 độ Richter. Quảng Đông hiện đang bước vào thời kỳ hoạt động địa chấn tương đối tích cực. Phương tiện truyền thông trong nước tin tức kinh tế hàng ngày trước đó đã đưa tin rằng liên quan đến 2 trận động đất xảy ra ở thành phố Hạ Nguyên vào ngày 18 tháng 7 năm nay và trận động đất 4,3 độ Richter xảy ra ở thành phố Hạ Nguyên vào ngày thứ Ba 2 tuần trước đó. Vương Lập Vệ đã giải thích vào thời điểm đó rằng các trận động đất xảy ra ở hồ chứa Tân Phong Giang, đây là hoạt động địa chấn bình thường ở khu vực hồ chứa. Vương Lập Vệ cho biết vào thời điểm đó, gần đây, hoạt động địa chấn ở khu vực Hạ Nguyên đã tăng lên. Nhưng từ quan điểm của Quảng Đông và thậm chí cả miền Nam Trung Quốc, hoạt động địa chấn hiện tại nằm trong phạm vi bình thường. Kể từ đầu năm nay, động đất đã xảy ra ở Phật Sơn, Hạ Nguyên và những nơi khác ở Quảng Đông. Quảng Đông đã bước vào thời kỳ động đất tích cực chưa? Vương Lập Vệ giải thích vào thời điểm đó, hoạt động địa chấn ở Quảng Đông có thể tạm chia thành 2 chu kỳ lớn dựa trên chu kỳ hơn 300 năm. Sơ bộ xác định rằng Quảng Đông hiện thuộc đợt hoạt động địa chấn thứ 5 của chu kỳ chính thứ 2 và đã bước vào giai đoạn hoạt động địa chấn tương đối tích cực. Tuy nhiên, từ quan điểm của Quảng Đông và thậm chí cả Nam Trung Quốc, hoạt động địa chấn hiện tại nằm trong phạm vi bình thường. Thưa quý vị, hàng trăm ngàn người đã phải sơ tán khỏi nhà cửa của họ ở miền Nam Trung Quốc, trong đó có tỉnh Quảng Đông và Giang Tây, trong bối cảnh lũ lụt và lở đất xảy ra khi khu vực này hứng lượng mưa lớn nhất kể từ năm 1961. Theo hãng tin Reuters, ngày thứ 6 tuần qua, 2 tỉnh ở miền Nam Trung Quốc là Quảng Đông và Giang Tây nâng mức cảnh báo lũ lụt khi nước sông tràn bờ và dâng cao kỷ lục, buộc người dân phải sơ tán và công việc bị gián đoạn sau nhiều tuần mưa như chút nước. Thành phố Thiệu Quan, tỉnh Quảng Đông, nơi có lượng mưa trung bình kể từ cuối tháng 5 đã phá vỡ kỷ lục, nâng cảnh báo lũ lên cấp 1, cấp cao nhất. Chính quyền địa phương yêu cầu cư dân của các cộng đồng dọc theo bờ sông và ở các khu vực trũng thấp di chuyển đến vùng đất cao hơn sau khi nước lũ tại đây đạt mức cao nhất trong 50 năm. Hình ảnh được truyền thông Trung Quốc đăng tải cho thấy cảnh người dân tụ tập tại các trường học được chuyển đổi thành nơi trú ẩn tạm thời ở thành phố Thiệu Quan của tỉnh Quảng Đông. Hàng trăm cái lều được dựng lên trên sân thể thao, thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông gần Thiệu Quan cũng nâng cảnh báo lũ lên cao nhất vào khoảng giữa trưa cùng ngày khi nước dâng. Hôm thứ Năm vừa qua, chính quyền tỉnh Quảng Đông cho biết hơn 200.000 người đã sơ tán trong thời gian xảy ra mưa lũ và đến nay tỉnh này hứng chịu thiệt hại ước tính khoảng 1,7 tỷ nhân dân tệ, khoảng 254 triệu đô la Mỹ. Theo hãng tin Tân Hoa Xã tại tỉnh Giang Tây, chính quyền đưa ra báo động đỏ về lũ lụt sau khi 485.000 người ở 9 huyện bị ảnh hưởng. Thiệt hại kinh tế tại đây lên tới 470 triệu nhân dân tệ, khoảng 70,21 triệu đô la Mỹ, với 43.300 ha cây trồng bị hư hại. Tại tỉnh Phúc Kiến, hơn 220.000 người phải sơ tán kể từ đầu tháng này vì lũ lụt, theo Tân Hoa Xã. Ở Quảng Tây, nước đục ngầu tràn ngập các khu vực đô thị và lực lượng cứu hộ di tản dân trên xuống cao su. Mùa mưa vào hè kéo theo lũ lụt diễn ra ở Trung Quốc hầu như mỗi năm. Tuy nhiên, các nhóm môi trường cảnh báo biến đổi khí hậu có thể mang đến những trận mưa lớn hơn và thường xuyên hơn. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, lượng mưa trung bình ở các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến và Quảng Tây từ đầu tháng 5 đến giữa tháng 6 năm nay đạt 621mm, cao nhất kể từ năm 1961.
Với những trận mưa lớn tiếp tục tấn công các khu vực phía Nam và phía Đông Trung Quốc, thời báo Hoàn Cầu đầu tuần này cho biết 85 con sông trên toàn quốc đã trải qua lũ lụt trên mức cảnh báo. Theo hãng tin Reuters, các video chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy, trong ngày thứ ba tuần trước, tại ít nhất là hai quận ở tỉnh Quý Châu, phía Tây Nam Trung Quốc, mưa lớn đã biến đường phố thành sông. Ô tô và những căn nhà một tầng bị cuốn trôi, lượng mưa ở một số khu vực được ghi nhận là kỷ lục trong vòng 60 năm qua. Ở khu tự trị Trang, Quảng Tây gần đó, một ngôi nhà gỗ bị đổ sập do mưa lớn khiến 5 người tử vong. Địa phương này cũng ghi nhận nhiều vụ lở đất và sạt đường. Hôm thứ Tư, Cơ quan Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo mưa lớn sẽ còn tiếp tục ở các tỉnh Quý Châu, Giang Tây, An Huy, Chiết Giang, Quảng Tây cho đến đầu tuần tới. Cụ thể, mưa ở miền Nam Trung Quốc sẽ bắt đầu giảm bớt vào ngày thứ Sáu. Theo cơ quan thời tiết các địa phương, năm nay những cơn mưa dông đầu hè có cường độ lớn hơn và kéo dài hơn bình thường. Lượng mưa ở Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến được ghi nhận là cao nhất kể từ năm 1961. Vương Vệ Việt, chuyên gia tại trang tin thời tiết weather.com.cn thuộc Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, không khí lạnh và ấm cùng hội tụ ở miền Nam Trung Quốc, cả hai khối không khí bị tắc ở đây, gây nhiễu loạn không khí và sinh mưa. Mùa hè là thời điểm thường xảy ra lũ lụt ở Trung Quốc, nhưng trong những năm gần đây, ảnh hưởng của mưa lũ có xu hướng nặng hơn do tác động của suy thoái rừng, san lấp các vùng đất ngập nước và việc xây đập thủy điện, thủy lợi. Biến đổi khí hậu cũng được cho là góp phần dẫn đến tình trạng này. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.